Thưa quý vị, chiều nay ngày 28 tháng 2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đến dự. Năm 2023, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ngành, các cấp, các địa phương và sự đồng lòng, nỗ lực của toàn đơn vị, ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh An Giang đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên cả 4 lĩnh vực. Trong đó, hoạt động du lịch đạt nhiều kết quả phấn khởi, các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng tốt. Trong năm 2023, An Giang đón khoảng 8,5 triệu lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 106% so với kế hoạch. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương có thế mạnh du lịch trong nước, tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong năm 2023, qua đó nhấn mạnh. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo bước phá thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với kết quả cao nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở ban ngành liên quan và các địa phương xác định quyết tâm chính trị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho đồng bào dân tộc trong tỉnh, tạo sản phẩm và sự kiện điểm nhấn thu hút du lịch, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện thể chất của quần chúng nhân dân, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, tập trung cao điểm vào các dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, lễ hội truyền thống của địa phương. Với những kết quả đã đạt được, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp loại dẫn đầu trong khối thi đua khu vực Tây Nam Bộ và vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2023.